Dạ, có thể anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Mới Công Trình. Đầu năm nè, quay sáng sớm thì quay cho anh em cái bơm của con Sumi 540 470. Thì bây giờ mình quay cho con SH này, con này đời mới nhất nha. SH. Con này SH 570 của con Sumi á anh em. Con này thì mới tinh. Nó có cái mã ở đây mà rửa riết coi như là bay luôn cái ấy, bay luôn cái mặt bơm mà rất lớn rồi nè, lớn lắm. Còn 430 á là cái bơm nhỏ hơn, đến tới bao nhiêu lỗ bao lâu. Còn 430 á thì nó nhỏ hơn, con này là lớn lắm, lớn dữ lắm luôn á. Thấy không? Cái lỗ ếch bồ lon nó hơn nghịch chút anh em, nó 18 lỗ. Lỗ nó còn nâu hết nha anh em, riêng dữ lắm. Mình quay cái tổng thể đó cho anh em. Cái này mình cũng chỉ bán là mở cái này thôi. Cái này mình bán là mở đồ, đồ đẹp, nét cứng là dao thôi. Sạch lắm. Cái tinh rồi. Rồi rồi rồi, cái chuyện vô cái này rồi. Này là con SH anh em. Anh em nhớ like cho một like nha. Like cho một like. Đường này là đường mở bố nha anh em. Nó có bố ở trong. Xì nó qua cái này. Nhớt là còn nữa nè, con này nhớt còn đây. Mua được mấy con này là rất là quý rồi nè. Nó là bông quen, đồ nó cũng riêng cho nên nó là rất là hấp dẫn. 270 nha. Con này là 270 là chắc chắn rồi. Rồi. Cảm ơn anh em còn phụ tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào nha. Số điện thoại là 0907 255 116. Đó. Anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha. Và anh em cũng mua hàng trên kênh Phụ Tùng Xe Đào thì có những cái mặt hàng giảm giá cho anh em. Khi anh em share, anh em đăng ký kênh share thì có những cái giá rất là tốt cho anh em. Để cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh cho nên nó có những cái suất hàng rất là giá rất là tốt, rẻ hơn thị trường nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh và bấm cái chuông ủng hộ kênh nha. Thank you anh em đã xem đến giờ này. Chúc buổi chiều mưa may mắn đất anh em. Thank you.